hiện tại thì hôm nay em nhận được cái món quà rất là to của một bạn. Thì cái bạn này thì bạn rất là tốt bụng và nhận rất bạn giúp đỡ rất là nhiều những cái nhân vật ở Việt Nam. Thì em cũng xin nói tên luôn, đây là bạn Trinh. Cảm ơn bạn Trinh nha. Trinh ơi, anh cảm ơn em đã gửi tặng cho bé Nâu cái phần quà rất là to nhân cái ngày chuẩn bị tới Giáng sinh nha Trinh. Cảm ơn em, bây giờ em sẽ khui cái này ra cả nhà. Rồi thì bây giờ là em mời cả nhà theo chân em rắc đồ luôn nha. Thì còn cái này thì là để đồ hút, để đồ ấy cho Nâu.
cuối cùng thì cũng đã hoàn thành xong cái chuồng rồi. Đó, thấy không? Cái này đậy lại được nè. Đó, cả nhà. Thấy không? Thấy không? Rồi, giờ đây cái nhà thấy nó to hơn ha. Nó to hơn cái này, nó thoải mái hơn cho ông Đông rồi cả nhà. Đâu? Đây. Đó, cả nhà. Gì mà nó ung ung. Rồi, cảm ơn cô Trinh đi đâu. Cảm ơn cô Trinh đi. Cảm ơn cô Trinh nha. Cảm ơn cô Trinh đã cho đâu cái lòng nha cô Trinh ơi. Gì vậy đâu? Đây nè, cô Trinh phía trước màn hình nè. Cô Trinh kìa, màn hình kìa. Đó, thấy không? Nè. Kìa cô Trinh kìa. Thấy không? Cô Trinh đâu? Cảm ơn cô Trinh đi. Cảm ơn cô Trinh đi. Sủa đi. Woo. Đúng. Không. Mày muốn sủa tao sủa luôn á. Kìa cô Trinh kìa. Kìa. Nè cô Trinh màn hình nè. Nè cảm ơn cô Trinh đi. Thì anh cảm ơn Trinh nhiều nha Trinh ơi. Cảm ơn em đã có một món quà đầy ý nghĩa cho bé Nông nha. Tại vì cái chuồng kia thì nó nhỏ quá. Bé Nông nó nằm không có dừa nè Trinh ơi. Thì cảm ơn em đã tặng cho Nông cái chuồng này. Rất là dễ thương luôn nha Trinh ơi, cảm ơn em rất là nhiều. Thì thời gian sắp tới thì em sẽ cố gắng làm về những cái clip mà nó sẽ chuyên về Nâu với lại về cái hồ cá. Với lại hôm qua em có tìm hiểu được một cái hoàn cảnh của cái chú kia bị cụt hai cái tay cả nhà. Đó thì em sẽ đến em sẽ tìm hiểu và em sẽ quay chú về cho cả nhà xem luôn. Thì bây giờ em sẽ dọn dẹp lại cái chỗ của Nâu để cho nó nghỉ ngơi, hay là cho nó ăn nữa. Thì là từ đây em cảm ơn Trinh rất là nhiều. Đó, thì cái phòng rất là nóng cả nhà, là thấy em đổ mồ hôi luôn á. Thì clip nó cũng đã dài rồi, em cũng xin cái video tại đây. Xin chúc cả nhà có một buổi xem luôn tự nhiên nãy nha. Nếu mà cả nhà có góp ý gì thì hãy để lại một like và comment ở phía dưới video giúp em. Thì em xin chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Bye bye cả nhà. Nâu, bye bye cô chú đi. Nâu, nghỉ em. Bye cô chú đi liền quá. Rồi, bye bye cả nhà nha.